khoảng khắc mà bị xảy ra tai nạn thì lúc mà mình khá là sợ và run rất là nhiều. Mình cứ nghĩ là cái vết thương này nó làm ảnh hưởng đến cuộc thi của mọi người, rất là đau. Mình nghĩ lúc đó là ôi xong rồi, chết rồi mọi người, không thi được rồi. Nữ vương đại chiến là sự kiện thường niên do Genna Free Fire tổ chức dành riêng cho các KOL nữ trong đại lộ danh vọng. Những màn luyện tập chuyên nghiệp cùng sự tranh đấu nảy lửa, vòng tranh tài ảnh hậu sẽ được mở bình chọn vào ngày 17 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 trực tiếp trên website nữvuongdaichien.ff.ghana.vn với giải thưởng lên đến 5 triệu đồng cho ảnh hậu được yêu thích nhất. Tiếp tục cho cuộc hành trình, vòng tranh tài sẽ được diễn ra vào ngày 19 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 qua những màn thể hiện tài năng theo 3 chủ đề: âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, đặc biệt và bùng cháy với đêm chung kết tỏa sáng được diễn ra vào ngày 31 tháng 3 với nhiều tiết mục đặc sắc cùng sự phối hợp hoàn hảo giữa các thí sinh. Đây sẽ là một đêm trình diễn đầy hứa hẹn. Khép lại cuộc hành trình Nữ Vương Đại Chiến là tổng giá trị giải thưởng lên đến 165 triệu đồng, gần 80.000 kim cương cùng với 3 voucher được trải nghiệm spa đến xưa với giá trị hơn 3 triệu đồng. Hãy cùng đón xem và cập nhật liên tục những thông tin mới nhất tại YouTube và fanpage của Ghana Free Fire nha. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.